cậu bé chạy be lần đầu tiên bị bơm đơn. Tôi ngại đúng không? Để lại lời nhắn sau tiếng beep. Rồi thì bữa nay kiếp nạn chạy xe của tôi cũng đã đến. Nói thiệt cái tình đó là giấc này cũng 11, 12 giờ trưa rồi, nắng chang chang. Không biết anh chị nào đặt cái đơn nước này nữa. Ngồi cả tiếng đồng hồ mới nổ được một đơn. Là tao nói em mừng muốn xỉu luôn á. Mà giờ đi giao tới chỗ á thì điện không bắt máy, rồi còn phá máy luôn nữa. Em đứng ở đây em đợi được có 20 phút gì đó. Gọi tới gọi lui, gọi đủ số hết trơn. Lúc đầu á là em còn gọi được nha, nhưng mà không có nghe máy. Rồi cái em mới đợi em vài tầm phút sau để gọi lại cái nữa. Là ở bên đó người ta khóa máy luôn, thuê bao luôn. Rồi là em cũng hiểu rồi đó, là bị bơm đơn rồi đó mọi người. Giờ này cũng nhắc chưa 11, 12 giờ trưa, nắng dữ lắm. Mình chạy xe ngoài đường cực kỳ nóng nực mà còn lại bị bơm nữa. Thì các cô chú anh chị nào có đặt đồ ăn ở trên đây á thì nhận hàng giúp em nha. Đừng có bơm hàng như vậy nữa mọi người. Tội nghiệp mấy anh mấy chú tài xế giống như em lắm. Chạy được một cuốc đâu có được nhiêu tiền đâu mà chờ còn nắng nôi nữa. Bị bơm kiểu gì ha, là ôm hết trơn luôn. Thì cái đơn này của em đi giao là 2 ly nước. Cái số tiền nó cũng nhỏ chứ không có cao. Em coi lại cái bill thì nó có tầm 40 mấy cành nè. À. Giờ bị bơm rồi, tiền thì mình cũng đã trả rồi. Bỏ thì nó ổn. Sẵn đó em tấp vô công viên em ngồi em nghỉ mệt. Rồi cái mình khui 2 ly nước ra mình review luôn. Cái ly bự trà bá này là cái ly trà chanh giả tay gì nè. Phải trà chanh giả tay không chàng? Lần đầu tiên thấy luôn á. Nghe nói hôm bữa cái món này nó cũng hot hot dữ lắm nè, nhưng mà chưa có mua uống. Thấy nó mát quá với lại không biết nó có ngon không nữa. Cho nên là đâu có dám mua uống đâu. Giờ bữa nay bị bơm ngay chăng ly trà chanh giả tay luôn để uống thử coi mùi vị nó làm sao. Rồi ta nói hát cái bình nước đá hồi nãy đâu nữa, bịch gì đó. Chạy vòng vòng ngoài trời nắng. Rồi thêm đợi gọi khách xuống nhận một khúc nữa. Bình nước đá còn có chút xíu luôn là uống được con ly một à. Còn ly trà dâu là đâu có đủ đá đâu để uống. Rồi giờ uống thử miếng trà chanh giả tay nè. Ù chàng ơi, ta nói ha, ly trà chanh giả tay nó ngon cực kỳ luôn, ngon mà tới nỗi tôi nhăn cái mặt luôn á. Cái này tôi không biết phải là chính hãng của trà chanh giả tay không nữa, mà sao tôi uống thấy nó đắng ngắt à, mà nó còn chua chua chát chát nữa. Đúng là kiếp nạn đi chứ. Đã đi giao nước, bị bơm rồi mà ly nước nó còn không ngon nữa chứ. Thôi thì bữa nay coi như em bị su đi ha. Không biết là hồi sáng á, chuẩn bị đi chạy xe bước chân nào ra trước nữa. Mà đây cũng là lần đầu tiên em bị bơm luôn á mọi người. Nhưng mà em cũng hên là bơm ngay chăng cái đơn nhỏ chứ không phải là đơn nhiều tiền. Cái này mà bơm ngay chăng cái đơn nhiều tiền ha, là bữa nay em chạy em lỗ luôn. Thì cái trường hợp mà đi giao đồ ăn hay là chạy shipper này mà bị bơm á thì ai cũng sẽ từng bị thôi. Giống như em nè, đó giờ em đâu bị đâu mà bữa nay bị. Trời ơi, ta nói nghe nó su gì đâu mà giữ không biết nữa. Thì các cô chú anh chị mà có đặt đồ ăn á thì nhớ giữ máy rồi mình nhận nha. Với lại trước khi đặt á mình suy nghĩ cho kỹ nha mọi người. Rồi mình hãy đặt để em hồi tội nghiệp mấy anh tài xế lắm. Với lại tội nghiệp em nữa, tối ngày chạy còng còng ở ngoài đường không à, mà còn gặp thêm cái tình cảnh này nữa là tụi em đói luôn á mọi người. Nắng quá các bạn ơi, mà lại còn bị bơm nữa. 2 ly nước trà chanh với tay uống đắng quá. Giờ đi bó gác mọi người. Sẵn là nhọn lụm mấy cái ly nước mà người ta uống bỏ ngoài nó băng đá mọi người. Lụm đi bỏ vô thùng rác luôn. Công viên người ta sạch đẹp gì nè. Ly mộng uống không chịu bỏ vô thùng rác. Để ngoài băng đá không. Đây thùng rác cái nằm trong đây nha mọi người. Cho nó vô thùng rác nha. Rồi bây giờ là đi về, không có chạy xe nữa. Chưa nắng gì mà bị bơm nữa. Bye bye mọi người nha, nhận đi về.